Ôi, đây rồi, Ngọc Trinh và ông nội. Thầy ông nội và Ngọc Trinh, hai nhân vật đã từng tham gia hội những người đã từng đi tù. Chuẩn chưa anh em? Ngọc Trinh thì đã chấp hành bản án xong và đã có thể tái hòa nhập cộng đồng, còn ông nội thì vẫn chưa. Và ngày hôm nay hai cao thủ lại có một chút va chạm nhẹ với nhau ở trong sàn liên đấu của chúng ta. Hai cao thủ này đều nằm trong top 10 của liên đấu anh em nhé. Mình sẽ cho anh em xem qua về thành tích của họ vào thời điểm hiện tại, khi Ngọc Trinh đang là top 3, còn ông nội đang là top 7. Rồi boang boang liên tục anh em ạ. Ông nội đã đánh bại được top 1 liên đấu tháng này, đó là bé kẹo Nga Mi và một ác thiên vương bang sừng sỏ khác của server. Và rất có thể trong trận đấu này, Ngọc Trinh một pha đón đầu rất tốt và đã có boang boang rồi anh em ơi. Quá ấn tượng. Ông nội đang âm thầm để leo cao cho bảng xếp hạng. Boang boang. À đây rồi anh em ơi, vậy là tí tùn cái bang, không phải tí tùn Nga Mi anh em ạ. Đã đánh cùng với con gái vua Côn Lôn, lại là một trận đấu hay. Chào Doãn Linh không vắng anh em ơi, tí mình ra cho anh em xem. Đấu trường liên đấu rơi ở tầm khoảng hơn 400 mát cơ. Vừa rồi là ở phòng chờ, anh em vào rồi mình chưa vào. Đấy. Server này mà anh em mở mà liên đấu vắng nữa thì mình không biết là server nào liên đấu sẽ đông nữa. Tí nữa mình ra ngoài mình cho anh em xem phòng chờ nhá. Heo con thua một trận rồi anh em kìa. Ông nội thua bao nhiêu trận nào? Tí nữa ra mình cho anh em xem. Mình cũng chưa nhớ được chính xác anh em ạ. Tí nữa ra xem chi tiết. Choáng rất khó chịu. Con gái vua ông đang tạo ra được tiếng nói của mình ở trong bản đồ solo tại Hồ Điệp Cốc lúc này. Lối đánh kết hợp nhuần nhuyễn giữa Lôi Động Cửu Thiên và một hệ thống bùa phong phú. Đến cả một ác cái bàn sừng sỏ như tí tùn cũng đang vấp phải những khó khăn rất nhiều. Cũng không trách được, thời điểm mà hiện tại khi bảng kháng của server chúng ta đang có phần gì đó rất thấp anh em nhé. Đặc biệt nhất là hệ thống choáng. Đấy anh em xem, nãy giờ xem 30 choáng này, 60 choáng làm chậm đã ít nữa, lại còn dính thêm cái bùa mê tung ảo này. Khó chịu quá, mê xét nổ rồi, rất có khả năng và không phải là khả năng nữa. Điều đó đã xảy ra. Knockout đã đến và chiến thắng lại gọi tên con gái vua. Cao thủ đến từ Thái Bình vẫn đang bay rất cao trong mùa liên đấu tháng này. Nếu như trở thành top 1 liên đấu thì con gái vua nói rằng sẽ thưởng nóng cho anh em một vé đi karaoke tại Oma Thái Bình anh em nhé.